Xúc động nhiều hơn nữa. Vô em.
Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long rất nhiều khi đã cùng chia sẻ với chúng ta đôi điều vừa rồi. Dạ thưa tất cả các anh chị, còn rất nhiều những điều mà các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về MV Ly Hôn Của Anh. Thì vào chiều hôm nay khi mà chúng ta bật đạp xong, sau MV xong, cái mình sẽ đặt câu hỏi nhiều hơn với Kim Tiểu Long và những bí của anh nữa. Bây giờ mình mời đạo diễn với những diễn viên phụ ở dưới cha với mẹ lên tới rồi mình mời. Và bây giờ cảm ơn những vị khách mời đang có mặt ở trong sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu các vị khách mời tiếp theo. Với cha với mẹ. Dạ, anh Kim Tiểu Long đang mời các anh chị nghệ sĩ tham gia cùng với MV chúng ta cùng lên khu vực sân khấu để chúng ta cùng chụp hình trong những giây phút này ạ. Vô đây Kim, vô đây. Con xin ba cho Kim vô. Rồi. Sẽ giới thiệu với quý vị bầu show nghệ sĩ Thiên Kim. Đó, từ Bến Tre mà lên đây chúc mừng phim ca nhạc của Long đó. Dạ, sau khi chụp hình xong xin được mời quý vị, chúng ta đang cùng đứng chung với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Chúng ta sẽ về vị trí của mình. Còn sau đây chúng ta xin được mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đối tiếp, cùng tiến về với khu vực chụp hình vào ngày hôm nay. Rồi, nếu mà ai và bây giờ chủ nhân xin mời tác giả Phạm Văn Đằng sẽ lên cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long để có một tấm hình làm kỷ niệm. Rồi, thả tim. Lên đây cưng. Rồi, đây là tác giả cải lương Phạm Văn Đằng. Và bây giờ tiếp theo chủ nhân xin mời nghệ sĩ Phan Nhật Khánh, ca sĩ Trường Bảo, ca sĩ Cao Sĩ Hùng sẽ cùng lên chụp hình trên sân khấu. Xin mời thẩm mỹ viện Khải Vân. Xin được chào đón nhà báo Thanh Hiệp đến từ báo Người Lao Động. Rồi bây giờ chủ nhân xin mời khi mà chủ nhân đọc tên xin mời các anh chị ca sĩ nghệ sĩ chúng ta cùng lên để tranh thủ chụp hình. Đúng rồi. Diễn viên phụ của mình đó là người làm cha làm mẹ đâu, rồi mình lên mình chụp hình đi. Em lên đây. Rồi mẹ đâu? Lên chụp hình để mình quay lại 2 giờ là mình phải vô nạp rồi nha. Hôm nay mình không có thời gian nhiều. Dân giới thiệu chị hai dùm. Xin giới thiệu với quý vị đến tham dự buổi ra mắt MV Ly Hôn. Còn có chị hai là chị kết nghĩa với nghệ sĩ Vũ Kim Tiểu Long đến từ thẩm mỹ viện Khải Vân. Xin mời team của Khương Dừa đó. Dạ, xin được mời team của anh Khương Dừa sẽ cùng lên sân khấu để chụp hình chung với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Xin cảm ơn các anh chị vừa rồi rất nhiều. Em vô cưng, vô cưng. Chị hai, em cảm ơn chị hai nhiều. Ai muốn làm đẹp, khuôn xong thiêu chân mày á, cắt chân mày thì làm ơn lại đây gặp chị hai nha. Phong thủy Đài Loan nha cả nhà nha. Số mấy? 43 Hoàng Thiện, phường 4 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Lợi là mình được giảm 50% đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hả? Đó kìa, dũng dữ em lại mấy chị Vinh á. Đó, bà nói là đưa cho Vinh rồi mà. 50 sức quà đưa cho Vinh đó. Cảm ơn. Dạ. Hết rồi. Đang gần tới. Rồi, dạ, nhìn máy này nha. Dạ. Mọi người nhìn máy này nha.
được mời nhà báo Thanh Hiệp. Xin được mời nhà báo Thanh Hiệp của báo Người Lao Động chúng ta cùng tiến lên sân khấu để chụp hình chung với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Tiên cho anh mượn cái video, anh mượn mấy cái câu hôm nay rất vui khi đến tham dự cái buổi lễ ra mắt cái MV mới của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Tôi rất là ủng hộ người bạn trẻ này, bởi vì lúc nào anh cũng là cái người năng động trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm mới cho mình, nhất là gắn bó với những cái hoạt động thiện nguyện. Gần đây thì khi mà tôi thực hiện cái chương trình đưa sân khấu Một Đường đến với học sinh đó, thì lúc nào về nước thì anh Kim Tiểu Long cũng tham gia, xung phong tham gia và đến hát cho các em học sinh và giới thiệu về những cái bài giọng cổ cũng như là cái chương trình ca tài tử Nam Bộ, và thông qua đó giúp cho các em hiểu rõ hơn về những cái giá trị văn hóa mà chúng ta cần phải gìn giữ. Bên cạnh đó thì cái việc chấm MV cũng là một trong những cái sản phẩm mà Kim Tiểu Long mong muốn gắn liền với những cái vấn đề xã hội hiện nay mà chúng ta quan tâm. Thông qua những cái thông điệp mà anh gửi gắm thì tôi tin chắc rằng khán giả cũng sẽ đón nhận và cùng đồng cảm với anh để chúng ta cùng chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Hiệp ơi, em cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều, anh Hiệp rất là dễ thương. Vậy bây giờ là thời gian của mình cũng có hạn nha. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ nè, anh mời anh Duy Mỹ lên chụp hình, để lên Duy Mỹ. Về kịch bản. Dạ. Viết kịch bản. Biên kịch, nhà biên kịch Thu đâu rồi? Không chỉ là diễn viên trước đây của MV trước của anh Kim Tiểu Long, mà bây giờ còn là tác giả của Liêu Hương nữa. Không phải tác giả là danh viên. Kịch bản thôi. Dạ. Tác giả tới rồi. Đây là biên kịch chứ không phải là nhạc sĩ sáng tác ca khúc. Nhạc sĩ sáng tác ca khúc thì chưa tới. Đây chỉ là biên kịch nội dung kịch bản thôi. Dạ, chụp hình. Dạ. Quý vị biết không, là coi như là mỗi lần mà làm phim á, phim ngắn hay phim ca nhạc gì có Duy Mỹ kế bên tôi rất là an tâm, bởi vì Duy Mỹ viết kịch bản rất là hay, mà ảnh rất là tài, mà anh Duy Mỹ là một người nghệ sĩ, một người diễn viên hài mà đi cải lương chung với Kim Tiểu Long từ ngày xa xưa, từ lúc mà Kim Tiểu Long hình như là mới có 19-20 tuổi gì đó. Lúc đó em 20 tuổi anh ha, thì hai anh em mình đi đoàn cải lương với tất cả các tỉnh, là coi như là đi chung với Duy Mỹ. Bây giờ anh em vẫn còn liên lạc làm việc với nhau đó. Bây giờ mời nghệ sĩ, ca sĩ nè, thì đó tất cả mọi thứ mời lại đây chụp hình giùm lẹ lên. Thanh Sơn rồi, anh của em. Quý vị linh tâm là tuyệt vời, anh của Kim Tiểu Long. Cho mượn video. Dạ, anh Linh Tâm mới là ông anh gọi là đại ca của Kim Tiểu Long, quá là tuyệt vời. Không nói gì thôi, cỡ nào cũng đến với Kim Tiểu Long. Cho nên ngày hôm nay em lấy vía của anh để em đi được triệu view, anh cho em một vài ý kiến. Anh thì biết nói sao, nhưng mà anh mời lên tới rồi. Cho dù bất cứ cái gì cũng anh cũng tới nha. Mày không được không? Được, anh cũng được lắm. Xin lỗi, nếu lý một cái sự kiện trọng đại như vậy đó, cái tình mặc áo vết đi chặt chém cái Kim Tiểu Long, nhưng mà nóng quá chịu không nổi. Bà con thông cảm vô, cũng chúc em ra mắt MV này thiệt là thành công, và chắc chắn một điều, thành công là cái chắc. Là bởi vì lạ lùng quá phải không? Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Linh Tâm rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Không phải nhắc nhưng mà vẫn nói như là anh Kim Tiểu Long đó, như là có hẹn với nhau hả? Nào, cũng chúc mọi người nha. Cho nó biết đời can ly hôn đi, cho anh Tâm anh cầm cho tôi đây nè. Cái chữ này tao kỳ.
chia sẻ đi nữa, chia sẻ đảo chút, đảo chút. Nếu mà anh chị thôi để cầm cái này cho nó hợp hơn đúng không? Lê Duy. Rồi, anh dễ thương của em. Đây, mời ca sĩ Lê Duy. À, ca sĩ Lê Duy đã trong cái MV của góp mặt một phần nhỏ nhỏ, à, vừa make up cho Kim Tiểu Long. À, có em bình ngọt, hai bình ngọt nữa nè. Vừa make up cho Kim Tiểu Long trong ca MV rất là đẹp nha. Để nói trong MV thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của nghệ sĩ Bình Mật và cũng có sự xuất hiện của chị Trầm Hương Nữ đến chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Rồi, xin mời nhà tài trợ Trầm Hương Nguyễn ở Mỹ. Quý vị thấy em đeo đây nè, hôm nay em đeo quá trời luôn nè, quý vị thấy không? Đó, đây tay của em Trầm Hương Nguyễn, quý vị lại đây nghe là mùi thơm bát ngát nha. Hả? Bình cầm nó mà cho anh gái nữa. Đưa qua đây cưng. Chị ơi, lùi xuống giúp em cái chuyện, chị nhớ con chị. Hai đứa chồng nói cho anh. Dạ. Hôm nay là dạ mình lùi chút xíu. Bên tới đây. Của đạo diễn vô luôn đi cưng. Hào đây, trời ơi. Hào, Lữ Kiến Hào. Rồi, quý vị ơi, Lữ Kiến Hào đạo diễn có này ha. Bây giờ là chụp hình cái đi, ok. Rồi, cho tôi nói về một chút xíu về em gái Trầm Hương Nguyễn. Trầm Hương Nguyễn với Long là hai anh em là ở Cali á, cho nên là có một cái tiệm Trầm Hương, cho nên là Long là vừa là khách hàng và vừa cũng là mối luôn, coi như là quay phim hay bất cứ một cái gì là toàn là trên người của Long, từ nãy sắp tới là toàn là đeo Trầm Hương không à, cho nên là ai mà đi gần Long có mùi thơm giống như hàm hương vậy đó, cho nên quý vị cũng đừng có thắc mắc nha, thơm hay không là do Trầm Hương nè, rồi Trầm Hương phát biểu cho anh vài lời nha. Qua bên Mỹ thì ở miền Nam Cali có công ty Trầm Hương Nguyễn tại miền Nam Cali nằm bên trong thị xã Phước Lộc Thọ, thì nơi đó cũng có trưng bày trà của anh Kim Tiểu Long và cũng có rất nhiều người tới mua và nói là một cái trà này uống là chị uống là ngủ rất là ngon luôn á, và cái đó là những cái lời chia sẻ của khách hàng, và khi đến là công ty Trầm Hương Nguyễn thì cũng có trưng bày những cái sản phẩm mà trà của đồng đội Kim Tiểu Long nha. Cảm ơn đại gia đình của Trầm Hương Nguyễn, cảm ơn em gái, năm chị em gái luôn đúng không? Rồi, 4 đứa à trời, sẽ rặn thêm đứa Ngũ Long Công Chúa rồi. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều, hy vọng rằng ở bộ phim ca nhạc ra mắt ly hôn này nè, mình sẽ thành công hơn nữa, để thành công hơn nữa là lần sau Long sẽ làm, thực hiện tiếp tục. Nhưng thực hiện tiếp tục thì không quên là sẽ có những nhà tài trợ giống như em gái cả gia đình Trầm Hương Nguyễn nha. Cảm ơn anh. Rồi, dạ, anh. Rồi. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi và xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và bây giờ xin mời quý vị khách mời chúng ta cùng tiếp tục tiến về khu vực sân khấu. Dạ đúng không? Mấy anh em ca sĩ, nghệ sĩ mình tiến lên đây mình chụp hình cho rồi nha. Bây giờ trên bản đồ của chúng ta thì chúng ta đang thấy ca sĩ Hà Dũng, nghệ sĩ Hà Tấn Biên cùng với ca sĩ Trương Vinh, Amada. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là nam đế điện ảnh Hà Dũng cũng đã có mặt. Mình có nói câu nào chúc mừng MV ly
Dạ. Ông Dân ơi, lên Dân. Nghe mình nghe anh luôn. Dạ. Alo. À, không biết nói gì hơn thôi, chúc mà bạn già em đi thì ai được thành công tốt đẹp. Hơn 1 triệu view mới được nha. Dạ, đó bây giờ. Hơn 1 triệu view nha mấy bị. Bây giờ thì mình tập thay mặt anh em nghệ sĩ ở hôm nay cái buổi ra mắt phim ca nhạc của anh Kim Tiểu thì chúc mừng cho anh Kim Tiểu cái MV này được triệu view và chúc mừng cho anh được thành công đại thành công. 1, 2, 3 chúc mừng MV ly hôn của Kim Tiểu Long triệu view. Rồi. Dạ, chuẩn bị nha. Nói nha. 1, 2, 3. Chúc mừng MV ly hôn Kim Tiểu Long triệu view. 1, 2, 3. Chúc mừng MV ly hôn của Tiểu Long triệu view. Dạ, tôi luôn nói luôn. Của Kim Tiểu Long nha. Em đi luôn. Em đi luôn, chịu quê rồi. Em đi luôn, chịu quê rồi. Em đi luôn, chịu quê rồi. Em đi luôn, tiếp theo xin mời cùng tiến về với khu vực sân khấu chụp hình chung với Kim Tiểu Long và ekip và cũng như các nghệ sĩ. Xin mời ca sĩ Phương Nhi. Và chúng ta cũng thấy sự góp mặt của nam ca sĩ Trương Y Du cũng đã đến chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Xin mời Phương Nhi và Trương Y Du cùng lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm nha. Vũ Lê Quyên nữa lên chụp hình đi. Rồi, chụp lại cho gia đình của em nha. Rồi, nhìn máy của mình. Rồi, đứng vô một cái. Cầm gì á? Ly hôn, trời ơi, vợ chồng mình cầm ly hôn. Thưa tất cả quý vị, và tại thảm đỏ của chúng ta bây giờ là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hà My cũng đến chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ra mắt MV ly hôn. Vũ Lệ Phiên. Đây, Đỗ Phương Trang. Đi Đỗ Phương Trang rồi vô chụp hình đi. Vâng, giờ đây cùng đến với anh vợ, chúng tôi cũng xin mời các giọng ca trẻ sẽ cùng tiến lên khu vực sân khấu để chụp hình chung với Kim Tiểu Long. Xin mời ca sĩ Lâm Chí Nghĩa, xin mời ca sĩ Châu Anh Tuấn và xin mời diễn viên Trung Tính. Xin mời Vũ Lệ Quyên. Và xin mời ca sĩ Thiên Bảo. Thưa quý vị, chúng ta đang thấy trong buổi ra mắt ngày hôm nay thì cũng có em gái Vũ Lệ Quyên đến chúc mừng MV
nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ly hôn. Nghe nó vui vui sao á? Nó chúc mừng Kim Long ly hôn. Thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ ra mắt thì cũng có gia đình bên ngoại của bé Tiên Tiên cũng đang có mặt tại thảm đỏ để chúc mừng cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng như là chúc mừng thành công của bé Tiên Tiên ngày hôm nay khi tham gia MV ly hôn. Quý vị, đây là Kim Tiểu Ngọc Anh nha, con gái khiếm thị mà cũng là con gái nuôi của Kim Tiểu Long, hiện tại cũng đang làm ca sĩ. Mong rằng sự hưởng ứng của tất cả quý vị khán giả ủng hộ con gái hôm nay đến với ba, chúc mừng ba nha. Dạ con nguyện con quốc trong thật con chúc mừng MV như hôn của ba đẹp được chủ yêu. Hôm nay con có những quà tặng cho ba, cái quà món quà này cũng là ý tặng cho ba. Cho ba, người xưa ba sẽ cố gắng cái ngày đó tỉ hơn là đến khi ba nhỏ chưa là chung cái ngày làm tặng cho ba nữa. Ba sẽ cho ba ba uống ngoại, chúc mừng được. Cảm ơn con gái đem lại một hộp yến để cho ba uống, cho ba đi hát, ba hát hay. Đâu đâu đó rồi. Chị Thanh Lý Thu, vào đây. Rồi. Chụp hình cho các bạn, chụp hình cái này cho Long với mọi người với gia đình đó nha. Rồi bé Ly có nói gì ba chúc ba lần nữa đi. Bé Ly nói chúc ba thành công, dẫu nói như vậy là hết đáp rồi. Dạ, chị vô. Dạ. Sự cố gắng rồi, cố gắng. Cái gì bé Ly nói như vậy là sự cố gắng rồi, Ly cố gắng lắm rồi. Rồi đây là ba đứa nhỏ này là nguyên ekip trong phim ca nhạc ly hôn. Hai đứa nhỏ bên kia là đóng vai vai ác, còn bé Tiên Tiên là đóng vai hiền. Cho nên là quý vị lát xem để quý vị sẽ biết là tôi nói là bị mất hay ha. Rồi bây giờ mời ca sĩ lên nữa đi em. Chúc mừng xin được mời. Sau khi chụp hình chung với các bạn nhỏ dễ thương thì bây giờ xin mời các bạn ca sĩ trẻ chúng ta cùng tiến lên để chụp chung tấm hình lưu niệm và đi luôn cùng với nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Xin giới thiệu với quý vị ca sĩ Lâm Chí Nghĩa. Nhật tên anh nữa. Ca sĩ Châu Anh Tuấn. Mời Nhật tên anh lên luôn. Diễn viên Trung Tuấn. Dân ơi, dân, mời Nhật tên anh lên giùm luôn. Ca sĩ Thiên Bảo. Rồi các bạn chia phía bên kia. Chia hai bạn bên kia. Rồi bây giờ thêm một bạn qua bên đây. Mày
vị bạn thân đi chúc. Ông đứng đây con, mình diễn viên chính mà không có số. Đến với buổi ra mắt MV Ly Hôn, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, thì chúng tôi thấy sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Nhật Tinh Anh đến chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Xin mời ca sĩ Nhật Tinh Anh tiến lên sân khấu để cho tấm hình lưu niệm với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ạ. Cho mượn video Nhật Tân Anh phát biểu cái coi. Hôm nay thì Nhật Tân Anh đến xin chúc mừng anh Kim Tử Long và chúc MV mới của anh Kim Tử Long sẽ thật thành công, và tất cả chúng ta một lần nữa nghe chân Kim Tử Long một tràng pháo tay tặng lớn đúng không ạ? Vâng ạ, xin lỗi nhiều ạ. Xin cảm ơn các bạn đã nhận thêm rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ được mời với cặp đôi đang được rất nhiều quý vị khán giả yêu thương, đó chính là Hà Thúy Quang và Thánh Đoàn. Tất cả quý vị chúng ta đang thấy trên thảm đỏ bây giờ là cặp đôi rất là hạnh phúc, Hà Thúy Quang và Thanh Đoàn, cũng như là ca sĩ Nhật Minh và các diễn viên trong MV Ly Hôn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin mời cặp đôi chúng ta Hà Thúy Quang cùng với Thanh Đoàn sẽ có lời chúc đến với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ, buổi trưa ngày hôm nay thì cho Hà Thúy Quang và Thanh Đoàn gửi lời chào đến toàn thể các cô chú các bạn đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay tại 271 Nguyễn Trãi. Quang của đoàn thì ở xa nên tới trễ một chút xíu, anh Long mời là 13 giờ. Nhưng mà tụi Quang từ Đồng Tháp lên phải thay đồ trên xe, tất cả mọi thứ ngủ dậy không có ngủ luôn đó anh, tại vì sáng là tụi em chăm con nằm trên xe ngủ được 2 tiếng rồi dậy là phải thay đồ rửa mặt tại trạm dừng chân luôn. Yeah. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng anh trai em ra mắt phim ca nhạc MV Ly Hôn sẽ đạt được một cái view thật là khủng, và đạt được đầu tiên là phải đạt được đụng đến trái tim của khán giả, những người yêu mến anh Kim Tiểu Long. Và kính chúc cho tất cả mọi người là chúng ta sẽ đón nhận một tác phẩm âm nhạc thật là trọng đại và trọng đời, phải nói là tác phẩm nhạc thật là hay, và mọi người cùng cổ vũ cho anh Kim Tiểu Long. Lời rất là tiên nhiệt cho phép Thanh Đoàn xin được phép gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý vị đang có mặt tại ở đây ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ chúc cho anh cái MV này sẽ thành công, đạt được nhiều triệu view. Cái MV mang tên là Ly Hôn, nhưng hy vọng là tất cả những người xem MV này sẽ không có một cuộc ly hôn nào xảy ra, vì tình yêu sẽ luôn hạnh phúc, đúng không anh ha? Và trước em đúng rồi, em tin này sẽ là một cái thông điệp mà ai mà xem cái này rồi là tình yêu mà đang có sự rạn nứt cũng sẽ có sự hạt gắn lại trong một em yêu của anh Long, nhưng mà giống như là Thanh Đoàn vừa nói hôm qua, Long đọc cái comment ở trên TikTok đó, là có một bạn comment nói là tôi đã nộp đơn ly hôn 2 năm rồi mà bây giờ tự nhiên giờ tôi xem được cái clip của ông nội Kim Tiểu Long á. À, nói vậy đó, như người quê vậy đó. Tụi con ông nội này hát rồi tự nhiên giờ chắc tôi rút đơn lợi quá. Đó quý vị thấy không, ảnh hưởng lan tỏa rất là nhiều. Hy vọng là cái MV này mình sẽ được thành công với tất cả gọi là thế gian. Dạ thì giờ cho Quang cũng xin lời phép ngày hôm nay rất đông đủ mọi người. Hôm nay cũng là rất trùng hợp cái MV của anh tên Ly Hôn. Mà trong thời gian vừa qua là Quang hết đoàn bị toàn bộ là những người ta trực tiếp cho hai đứa em chia tay, mà thật sự tụi em đang sống rất hạnh phúc. Thì Quang nói là trong ngày hôm nay thì chúng ta đều muốn rằng chúng ta đều được hạnh phúc. Thì hy vọng rằng tất cả các anh chị em báo đài, các bạn youtuber thì đừng có để hôm nay là Quang đi họp báo ly hôn.
mà lên mình nói là Hà Chú Quang với Thanh Đoàn ly hôn thì cũng buồn cho tụi Quang lắm. Tại vì tụi Quang sẽ sống rất là hạnh phúc và cố gắng sống đến cuối khi nào mà tụi mình hết sống được thì mới chọn vậy không hạnh phúc thôi. Tại vì tụi Quang bây giờ đã chọn là một gia đình rồi, tụi Quang chấp nhận công khai rồi, thì mong rằng cái sự hạnh phúc đó và là một sự lan tỏa cho tất cả mọi người trong giới LGBT. Và đặc biệt là Hà Chú Quang và Thanh Đoàn rất là may mắn khi là có hai con bên cạnh nữa. Và ngày mai tối ngày mai là sáng ngày mốt đó là tụi Quang sẽ bay đi Trung Quốc để thực hiện cái hôn cưới, và tụi Quang sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 10 đến tháng 12. Từ tháng 10 đến tháng 12 thì sẽ tổ chức ở ba nơi là Phú Quốc, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì vào lúc đó sẽ được đón tiếp những lời chúc mừng của mọi người dành cho Hà Chú Quang và Thanh Đoàn. Xin cảm ơn Hà Chú Quang và những thông tin chia sẻ vừa rồi để gửi đến tất cả quý vị ạ. Ok, cảm ơn hai em rất là nhiều. Vậy mới được chứ, phải dễ thương không? Đúng không? Rồi. Anh ơi, người đẹp nào đứng kế anh và anh? Ờ, mẹ của bé Tim. À, ủa, mẹ của bé Tim là cũng là mẹ của tôi luôn. Dạ, nhân viên hay nhân viên. Còn mẹ gì mà trẻ dữ vậy? Cảm ơn Kinh. Cha lên. Thưa quý vị, chúng ta đang thấy hai diễn viên Ngọc Dũng và Thái Hân Nguyên là hai diễn viên đóng vai ba mẹ của bé Tim Tim lúc còn nhỏ, và Kim Ấn Lan chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Chị Long nó mất tiêu rồi. Thưa quý vị, hồi lúc nãy thì ca sĩ Hà My có chụp hình với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long rồi, nhưng ca sĩ Hà My nói là anh Dân ơi còn thiếu, là bởi vì Hà My muốn chúc mừng Kim Tiểu Long nữa, cho nên là xin mời ca sĩ Hà My. Hỏi xong Minh gọi điện thoại dùm là chị Long anh đây. Hai anh em mình rất là lâu rồi. Thưa quý vị, thực ra thì My với lại anh Kim Tiểu Long không phải là tình đồng nghiệp không, mà là giống như là hai anh ruột với nhau gì đó. Tại vì My cũng là con của ba Tư, là ba ruột bên Long. Và hai anh em rất là lâu rồi, anh không phải là mới gặp nhau. Hôm nay anh nhân dịp anh ra mắt thêm viên mới. Và em rất là chúc, thì mọi người chúc rất là nhiều rồi. Và em chỉ chúc cho anh chúc đi, và thật là người sức khỏe. Và càng 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 trai. Phải quý vị, Kim Tiểu Long càng lắm đó quý vị. Nhiều show và ra tặng MV để cho mọi người thưởng thức cái tài nghệ của anh, và kính chúc anh mãi mãi là lý Kim Tiểu Long. Cảm ơn cô Tám rất là nhiều nha. Cảm ơn quý vị, phải nói là có hai bạn rất là yêu quý. Ba luôn rất là yêu quý nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, phải nói là hơn 20 năm luôn luôn ủng hộ Kim Tiểu Long. Xin giới thiệu quý vị là nhóm bạn của Lan và Lài sẽ có những đó hoa tươi thắm cũng như là những trái cây thơm phức để chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ra mắt MV ly hôn ngày hôm nay. Lại nhớ lại. Còn ca sĩ đông lắm mà mọi người muốn vô thì không kịp. Và thưa quý vị, đến tham dự thảm đỏ ngày hôm nay khi ra mắt MV ly hôn thì còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh bước lên sân khấu để chụp hình với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dẫn con lên luôn. Và nghệ sĩ Nguyễn Minh Anh ngày hôm nay đi với con trai. Rất là đẹp trai. Đến với thảm đỏ của chúng ta ngày hôm nay thì chị Dân đang thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ Gia Bảo cũng đến chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và hiện nay chúng tôi cũng xin được chào đón với phần góp mặt của Vinh Hài Gia Bảo. Chúng tôi còn nhận thấy có phần góp mặt của ca sĩ Saka Trương Tuyền. Rồi, xin mời hai bạn chúng ta cùng bước lên sân khấu để cho tấm hình lưu niệm với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Con gái của Kim Tiểu Long như mọi người. Má
ca sĩ Nhật Minh Anh. Tôi sẽ tập
Hoàng, gia đình Lâm Bảo Ngân cùng chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Ủa, sao bà ngoại tới trễ vậy? Hả? Dạ rồi, mình nhìn về máy với em ạ. Đưa món ra cho bà ngoại đi. Đẹp quá à. Dạ rồi, gia đình ơi. Rồi, gia đình mình nhìn về máy ảnh với em ạ. Máy ảnh nha, hai ba ạ, tôi ạ. Hôm nay là 2 giờ chiều mình sẽ vô rạp coi phim
Vậy 1 giờ mình sẽ chụp hình, nhưng mà tối nay là 19 giờ. Thì mong tất cả quý vị khán giả trên mọi miền đất nước là xem cái bộ phim Ly Hôn mà ủng hộ và share cho thật nhiều hơn nữa để cho cái MV mình thành công. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay là mình họp mặt ra mắt MV Ly Hôn á, thì sẽ là cái dòng sản phẩm này là rất là nổi tiếng của trà rồng nhỏ Kim Tiểu Long. Mất ngủ, ai mà uống mà giờ ai mà mất ngủ nặng đó, mình uống vô mình ngủ rất là ngon. Đang nhức mình mấy khớp xương nè, rồi điều hòa huyết áp nè, nhức cái quan trọng là cái mà mình ngủ thật là ngon. Ai mất ngủ nặng đó thì làm ơn nó dùng sản phẩm này, trà rồng nhỏ. Và hôm nay mình sẽ cái sản phẩm này mình đến đây là vừa hợp báo mình vừa tặng cho tất cả mọi người một phần nào đó cho tất cả các anh chị nhà báo cũng như là các bạn các em, để mình về mình dùng để cho mà mình ngủ ngủ ngon, có sức khỏe. Sức khỏe là chính, đem lại sức khỏe cho mọi người, trà đồng nhỏ. Dạ cảm ơn Long nhiều nha. Dạ chúc cho Long là thành công trong cái ngày ra mắt MV phim ca nhạc Ly Hôn nghe Long. Cảm ơn chị Miu. Dạ, chị Miu không là cũng nhờ tất cả các em và các vị khán giả. Dạ. À, bé Ly dễ thương nghe không? Bé Ly không nói gì, bé Ly. Rồi, cho mọi người chúc 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 nhà em xíu nha. Rồi. Dạ, 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 em xíu nha. Đeo đeo video vô cho bé Ly nói, bé Ly chúc mừng ba nè. Chúc mừng ba em đi thành công. Rồi, đây Ly ơi, nhìn anh hai nè. Cậu nhìn con nè. Rồi, tắm đó nha. Ok. Đi Thảo nhé, đi Thảo. Để em chụp. Rồi cho cái khung cái nè. Rồi. Đây cậu nhìn đây nha. Ok, để con quay cái video đó nha. Có nhà báo xung minh nữa kìa. Nhà báo xung minh nữa kìa. Sao nữa kìa. Đưa ngón tay lên con. Đưa ngón tay lên nè. Nè. À, thấy ghét chưa? Ly ơi, chồng không giống với Ly tí xíu anh Long. À, hôm nay là cái ngày ra mắt MV. Mình đứng ngay cái phòng này ha, chân giang. Rồi, đây rồi, ở đây cũng giống chị Ly, các em ơi. Hôm nay là cái ngày ra mắt MV phim ca nhạc Ly Hôn của ba Kim Tiểu Long. Thì bé Ly có gửi lời chúc gì đến ba không? Sao? Nó nhỏ quá, chúc ba thành công. Chúc ba thành công đó. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, quá dễ thương luôn quý vị vậy. Nói chuyện hơi nhỏ quý vị vậy. Sáng sớm mới bị căng tí. Nói chuyện nhỏ quá. Rồi, bây giờ chụp hình đi. Bây giờ con chụp xuống. Đây là bé Đạt nha, quý cô chú vậy. Bé Đạt trong phim ca nhạc. Bé Thành Đạt. Hình như là bé Tiên chưa lớn. Đây là bé Đạt trong trong phim Ly Hôn, đóng vai những em bé trong Ly Hôn diễn rất là giỏi. Quý vị mà coi mà có xúc động hay không, chỉ bé Tin đâu. À, vậy hả? À, chuẩn bị bé Tin sắp tới nha cả nhà nha. Con nói gì đi? Nói gì đó hả? Cô chú ở trong đây thì hôm nay con được, con rất là vinh dự thì con cũng được quay phim ở trong phim Ly Hôn của chú Kim Tiểu Long. Con rất là vui và hào hứng khi là quay trong phim này. Con chúc con phim sao? Con chúc phim luôn luôn được xong và được xem. Cảm ơn con rất là nhiều. Dễ thương. À, anh Long ơi, thì em Đạt á, là em đóng trong cái MV này thì anh có thể là chia sẻ một tí xíu về là em trong cái vai của em trong cái MV này không anh? Em Đạt á, thì đóng cái vai mà coi như hai cái đứa nhỏ
hàng xóm mà vỏ mà hàng xóm mà mới bị lớn vậy là còn đi nhiều chuyện rồi. Cha mẹ ly dị như thế nào này kia kia nọ, hai đứa nhỏ này nó biết trước hết, cho nên là nó đi ra nó đồn thổi, ở đồn thổi rồi rồi bé Tiên Tiên đó là đóng vai anh Long á, là coi như lúc dễ tí xíu thôi anh, tí xíu thôi thì hai bé này giống như là đóng vai mà Tiên Tiên này đóng vai hiền, mà hai bé này đóng vai như là dây độc vậy đó. Rất là ăn hiếp bé Tiên Tiên, cho nên là ăn hiếp như thế nào thì lát nữa tất cả mọi người sẽ phim kể thì nó bị lộ phim hết rồi. Không có hay, đúng rồi. Dạ đó là vừa gọi là nghệ sĩ Kim Tử Long tiết lộ một tí xíu bắt trong cái bộ phim ca nhạc. Dạ ly hôn em quý cô chú chị. Dạ đây là MC Gia Luật. Ủa Miro đâu? Xin được chào tất cả mọi người, gặp lại hôm nay mình đến đây để chúc mừng cho cậu nhỏ Kim Tử Long ra mắt một cái MV ca nhạc. Thật sự thì Long đã chọn cái đề tài rất là hay, đó là lúc nào cũng mang lấy tình cảm gia đình và những cái giá trị của cộng đồng cống hiến, và chính vì vậy có thể tác phẩm ra đời trong thời điểm này hoặc là mấy mươi năm sau nó vẫn còn giá trị, và đó là công việc của mình. Chúng ta xem lại vẫn thấy đâu đó cái tình cảm trong gia đình, và đó là một cái đề tài như của không bao giờ phai mờ trong cả những cái tình cảm của con người Việt Nam, và Long đã khai thác được cái đề tài đó chắc chắn rằng là em cũng nó lan tỏa được cái giá trị cộng đồng và văn hóa chính là đạo, và chính vì vậy là khán giả sẽ còn thương lâu mãi mãi. Cảm ơn anh MC Gia Luật rất là nhiều. Dạ dân 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 ẩm cái ly cho Long làm việc một giây cái chuyện mà cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ cho Long nha. Dạ cảm ơn, hy vọng là sẽ có một cái không được đâu có đứng thường ngoài đâu. Con dân lành chứ con cái gì? Ồ đúng rồi, con dân lành của mày chứ không phải không? Có ai khen đẹp không? Vậy hả? Chứ mày có đẹp không? Đây là cái ly nhỏ nhẹ cho mọi người ly. Anh ơi, em mượn cái ly mảnh cho vợ Trương Vinh nó chụp hình cái ơi. Đây là bà ngoại của bé, con nhớ con không? Anh Tùng là biên tập viên này, cũng là bên em nè, bên Long nè, bé